cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục hành trình để đi đến các rạp và gửi lời cảm ơn, tri ân đến các bạn khán giả đã bỏ thời gian đến ủng hộ phim Lật Mặt Nhà Có Khóc. Và mọi người ơi, mọi người đang ở nhà thì hãy cùng Hà đi đến rạp phim, và Hà chúc không khí của các bạn đang ở rạp phim và đang xem phim Lật Mặt Nhà Có Khóc nha. Hôm nay thì sẽ có Hà nè, anh Hải nè, anh Hoàng Mèo, anh Vi Khánh, và Văn Khai thì đang trên đường tới. Và hôm nay thì Cát Linh thì Cát Linh thì sẽ bận. Hiện tại Hà đang ở rạp Lotte Thủ Đức. Hà đang ở rạp Lotte Thủ Đức nha cả nhà. Các bạn đã có ai chưa đi xem phim Lật Mặt Nhà Có Khóc chưa? Nếu mà ai chưa đi xem thì tranh thủ nha. Chào Nguyễn Minh Đạt, chào Phương Lu, chào anh xin lỗi, chào Thùy Dương Nguyễn. À, bây giờ Hà sẽ vô rạp nha. Xin chào các bạn. Hôm nay đoàn phim Lật Mặt sẽ tới đây. Cho xin tí đèn à? Không bật đèn. Thay mặt đoàn phim Lật Mặt lần tư là Nhà Có Khách, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ra rạp ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim Nhà Có Khách. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu các bạn xem phim cảm thấy hay thì các bạn hãy review lại trên kênh của Lý Hải Minh Hà thì các bạn sẽ có cơ hội trúng những phần quà. Và lưu ý là các bạn hãy kêu gọi bạn bè, thân hữu, cha mẹ, gia đình rồi tất cả già trẻ lớn bé đi coi phim Lật Mặt 4 Nhà Có Khách để anh em chúng tôi có thêm thu nhập để làm siết phần năm nha. Không biết các bạn xem phim hay không ạ? Hay! Cảm ơn rất nhiều. Ở đây có ai sợ ba không? Có! À, xin lỗi. Ai muốn có quà không? Có! Ở đây hiện có 4 phần quà rất là dễ thương, xinh đẹp dành tặng cho các bạn mà nhiều bạn quá cho nên là mình... Trời ơi, chưa hết giơ tay rồi. Biết từ từ sẽ có nhưng mà mình có những câu hỏi nhỏ nhỏ liên quan tới cái đoạn phim từ đây trở về trước. Quà gì là quà gì á? Nếu mà ai trả lời đúng giơ tay nha. Chọn trả lời đúng thì nhận quà thôi. Thứ nhất là Hoàng Mèo sẽ có một món quà là một chiếc áo treo bà ba, cái lộ giống như HK là... đó, như trang như cái người đang mặc của HK Shop. Bạn nào sẽ trả lời câu hỏi đúng thì sẽ tặng cho các bạn. Còn phần quà này cũng giới thiệu đó. Dạ, hôm nay á, khách muốn mang đến một phần quà chính là chiếc cao sơn trà nghiệp. Rồi còn đây là một bên là son của Million và một bên là tinh dầu đón khách của hai ba nha mọi người. Ok rồi, câu hỏi đi hả? Câu hỏi thứ nhất dành cho bạn Hoàng Mèo. Chút nữa lên bay Lý Hải Minh Hà xem nha, có em thì đang live stream. Tên gì? Rồi bạn. Bà áo sọc. Rồi, chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo xin mời bạn khách. Bạn khách. Dạ, cho khách xin hỏi là em á thường thường hoạt động vào buổi nào với là mời bạn áo đen. Với lại gì đó tiếp đi. Với lại khách đó thường thường là thích làm gì vào cái buổi đó? Rồi đầu tiên là tặng son trước nha. Trong phim á có một cái phân đoạn là Jay Quân bị phạt phải đóng giả thành con gì. Trời ơi, dữ
chung đúng không ạ? Dạ. Rồi, ok, ai trả lời cũng được. Con gì ạ? Dạ. Con gái đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, chú Linh. Con nha. Ủa các bạn, đừng có lo nhìn ta chụp hình, chứ đâu còn quà đâu. Dưới đây nè, một phần quà rất là dễ thương. Dầu. Dầu. Rồi biết dầu đó khách luôn, hiệu Heava. Sao lần nào cũng nói lộn tên giống như cố tình hay sao? Heava. Đố các bạn, anh Bảy Chồn làm nghề bắt gì? Rành quá rồi. Rồi anh bán con gì? Là trò chơi phút đó rồi. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Xin chụp tấm hình selfie kỷ niệm các em. Đi qua đây ngồi giữa đi. Em ngồi đó luôn đi. Mọi người cùng giơ tay số 4 nha. 1 2 3. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn chỗ nào nữa không kìa? Các bạn lên fanpage của rồi em nói rồi. Còn 300 phần quà đó, tặng các bạn. Lên đây với Hải Minh Hà lấy hình bạn các bạn. Trên đó sẽ có quà nhiều hơn nếu các bạn. Bye bye các bạn. Chào mọi người nha. Qua đọc năm luôn. Bây giờ mình sẽ qua một cái rạp khác ở trong cùng cụm rạp này luôn nha mọi người. Rất là vui ha, không khí ở các rạp giống như là một cái mùa lễ vậy. Cảm thấy rất là phấn khích. Các bạn đang hỏi là tinh dầu đón khách là cái gì? Tinh dầu đón khách ha, Eva là cái gì? Đây là một sản phẩm rất là đặc biệt. Chút nữa Hà sẽ lấy một cái chai tinh dầu ha Eva để Hà cho mọi người xem tinh dầu đón khách Hà Eva là cái gì nha. Hello Ngọc Hà, mọi người đợi xíu nha. Đang đợi trong đó xong hold lại, tại vì đoàn phim đi rất là nhiều rạp cho nên là mình không có thể nào mà mình canh vô đúng cái giờ đầu và giờ cuối, cho nên mình phải pause cái phim lại ở giữa để vào chào khán giả một cái rồi mình rút đi lẹ để khán giả có thể coi tiếp. Vẫn chưa ta bên thì chưa lên hàng. Xin chào các bạn. Hồi nãy có ai khó chịu nè đúng không? Có giọng ai khó chịu nè. Xin lỗi tất cả mọi người vì cắt ngang mạch cảm xúc của các bạn đang xem phim, nhưng mà anh em đang đi cine tour nên muốn ghé để chào mọi người một tiếng và để cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ra rạp xem phim, ủng hộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim Nhà Có Khách. Nếu như mà các anh chị và các bạn xem phim cảm thấy hài lòng thì có thể về giới thiệu cho bạn bè hay mọi người cùng xem nha. Nhưng mà ở đây là chắc các bạn mới vô phim mà bởi vậy không thể nào mà hỏi cảm xúc của các bạn được. Cho nên giờ mình hỏi câu hỏi vui đi. Nhưng mà có quà nha. Biết thì đưa tay chứ đừng trả lời. Bạn mình nghe, bạn mình trả lời là mất quà đó. Câu hỏi đầu tiên rất là đơn giản. Đố các bạn biết Vi giống ba hay giống mẹ? Trời đó. Đưa tay rồi kêu không giống ai hết. Thôi nhiều cho con hỏi tiếp. Đúng. Đúng rồi. Lúc đầu á, khách buồn lắm, mới vô đây hùn, không có ai sợ đó. Khách cũng không muốn tặng đâu. Nhưng mà khách lỡ cầm một cái thỏi son của nhãn hàng Meliwan rồi, cho nên khách phải tặng thôi. Bây giờ á, cho khách hỏi á, là
cái combo suit đó mà khách thường thích mặc là bộ gì vậy? Màu trắng. Đồ. Giơ tay hơn các bạn nào biết bài cái này đi. Không biết cái đây thì sao đừng để anh nói được cái chị cái bên mình miệng ảnh được không? Rồi Trai Quân. Đó hả? Rồi. À, tinh dầu đón khách nha, từ hai Eva nha mọi người. À, rồi cho hỏi là trong phim này ý, khúc này là ở giữa đúng không? Chưa được. Rồi, vậy cho hỏi khúc đầu đi ha. Có bao nhiêu cô dâu? Hai trai chứ. Chưa hỏi hết ông nữa kìa, cái ông nữa chưa hỏi hết nha. Có bao nhiêu cô dâu mà tóc trắng? Em. Rồi, thôi về đi, hỏi chú. Một đúng không? Dạ. Chính xác. Yeah. Rồi, tặng em nha. Dạ, em cảm ơn. Giúp hết. Đố các bạn biết cái nguyên một cái nhóm cô dâu chú rể đó gồm bao nhiêu người? Đại xíu đây, mấy chụp hình đây. Trời ơi, mấy chụp hình kia cứ tác nghiệp đâu không à. Tất cả cô dâu chú rể trong cặp quà đâu, quà đâu, quà đâu. Đây chứ, quà. Dạ, quà lớn. Và cuối cùng hai người ở okay. Đúng rồi, 200 cô dâu, 200 chú rể là 400, sao bạn biết hay vậy? Đếm hả? Không phải, hôm qua có review rồi. Đầy quá. Cô dâu là 200, chú rể 200, đâu là 400. Thì anh hỏi sao em biết, anh đâu có hỏi lý do em biết đâu. Đếm. Lý do em biết á. Tại sao? Thôi kệ, đúng rồi, tặng luôn đi. Câu hỏi này là cực kỳ dễ luôn. Cực kỳ dễ. Đố các bạn. Trời ơi, chưa hết giơ tay. Nhân vật nữ tên gì? Nhân vật nữ chính trong phim tên gì? Mời ổng đi, ổng không nói rồi đó. Mời ổng đi. Đúng rồi. Thiệt mà. Thương quá. Không có đâu. Đâu được rồi. Tặng cho bạn kinh nghiệm đầu họng tinh tinh. Cái này là về nhà anh nghe rồi, ông có coi rồi thì ông không cần kể ai nghe được hết. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc mọi người selfie vui vẻ. Thôi xin chờ chụp tấm selfie cái ha. Ở đây đi tại chỗ đi á. Cái dừa giống em dừa. Ok. Rồi mình chơi 4 tay nha, lần bằng 4 cho mọi người ơi. Đúng rồi. 1 2 3. Yeah. Yeah, có số 2 hả? Yeah, có mình đứng kìa. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Các bạn khán giả thật là quá là dễ thương luôn á. Đi mà cả đoàn phim mà có đi không mà cách mấy mà các bạn gặp các bạn khán giả là coi như là bây giờ phải đổi câu hỏi thôi mọi người ơi, bây giờ phải đổi câu hỏi thôi, mình live stream mà, cho nên là bây giờ câu nào cũng phải là mình cũng trả lời. Bạn đầy quá rồi, bây giờ kiếm mấy câu hóc búa rồi. Chào bạn Diệp Phan. Chào bạn Boss Bình Định. Chào bạn Hồng Lan. Bây giờ đi ra chỗ khác rồi. Thôi đi ra chỗ khác. Ok, bây giờ sẽ... CGV Thủ Đức. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua CGV Thủ Đức. Ok. Hồng Lan. Ủa hồi trưa em đi xem hả? Em đi xem mà không có gặp chị hả? Trời thương quá à. Em biết sao không, ngày hôm nay đoàn phim đi á rất là nhiều nơi, di chuyển rất là nhiều từ sáng đến giờ để mình cố gắng mình đi, thành ra là nhiều khi là không có đi đúng ngay được cái giờ mà gặp các bạn. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà chưa có gặp được Hà hoặc là chưa có quà thì mấy bạn cũng có thể lên trên review á, review kèm hashtag được mặt bố ở trên tường nhà của các bạn thì Hà cũng đang có 300 phần quà, là các phần quà cũng bao gồm là áo HK Sing Shop nè, á lực mặt nè, rồi nón bảo hiểm Andes nè, rồi tinh dầu đón khách Ha Eva nè, và có cả son của Meli One nè, rất là nhiều phần quà. 300 phần quà đó Hà sẽ dành riêng cho các bạn mà không có cơ hội gặp đoàn phim giao lưu, không có cơ hội gặp đoàn phim giao lưu, và các bạn cũng còn đăng cái review
trên tường nhà của các bạn thì Hà sẽ chọn may mắn ngẫu nhiên 300 bạn Hà tình tặng cái phần quà đó ha, để cho công bằng. Chào Hà Nguyễn. Ở đây còn cái chai tinh dầu ạ. Rồi chút nữa Hà lấy cái chai tinh dầu 2E3 để cho mọi người xem là tinh dầu đón khách là tinh dầu gì. Các bạn thắc mắc quá, có nhiều bạn hỏi tinh dầu đón khách là tinh dầu gì. Thật ra đây là một loại tinh dầu rất là đặc biệt, loại tinh dầu thảo dược, có thể giúp cho mình thư giãn. Ai mượn cái chai tinh dầu đi. Tinh dầu thơm lắm. Cái loại tinh dầu này sẽ giúp cho mình có thể thư giãn nè. Đây, đây là chai tinh dầu đó đây. Hiệu 2E3, được thiết kế riêng cho phim Lật Mặt. Ở trên chai tinh dầu này là cũng sẽ có để là tinh dầu đón khách. Mình đủ chưa đủ rồi, chưa đủ người, chưa anh. Đây là chai tinh dầu đón khách đây. Ở trong này có thảo dược. Chưa đủ người. Ép sát vô đây, để cho xe đi ha. Ở trên đây có ghi chữ tinh dầu đón khách luôn. Đây là một chai tinh dầu được thiết kế riêng cho Lật Mặt nhà có khách. Rất là đặc biệt. Các bạn có thể dùng cái này thư giãn, mùi rất là thơm. Mình có thể dùng để sức lên những cái vị trí mà mình ở trên trán, ở trên cổ. Nó giống như là một loại dầu vậy đó. Rất là thích nha. Tối quá, cho em xin miếng sáng. Cảm ơn bác Tài. Đây cho mọi người xem. Mọi người hỏi quá nên hãy cho mọi người xem đó. Chai tinh dầu đón khách. Mấy bạn có biết mình xuống không? Chai tinh dầu thiết kế riêng cho phim Lật Mặt nhà có khách. Nhìn vậy thôi nhưng mà xài được lâu và giá trị của chai tinh dầu này nó 200 mấy chục ngàn nữa nha. Quên nữa, nếu như mà các bạn nào mà xem phim Lật Mặt xong thì các bạn có thể giữ lại cuốn vé và đến các cửa hàng 2E3, tinh dầu 2E3 trên toàn quốc thì các bạn sẽ được nhận những cái voucher giảm giá để khi mua sản phẩm của 2E3 nha. Được nhận một cái loại voucher là bao gồm 300 ngàn là giảm giá sản phẩm mua tinh dầu đó, có thể giảm 100 ngàn và giảm 200 ngàn cho tất cả những cái sản phẩm khác. Thì 2E3 có 70 cửa hàng trên toàn quốc. Bây giờ mấy bạn có muốn là Hà live cho đến tận đến CGV Thủ Đức rồi vô cho mọi người cùng tham gia không? Hay là Hà tắt livestream chút nữa Hà live lại? Tắt thì chưa tốn wifi. Tắt nha. Chút nữa Hà live lại. Tắt hai chút nữa Hà sẽ qua bên kia thì Hà sẽ live tiếp cho mọi người ha. Hello chị Đinh Thanh Thúy, cảm ơn chị. Chị nói là đã xem rồi, hay lắm. Cảm ơn Minh Họa. Thôi bây giờ Hà sẽ tắt livestream một chút và chút nữa Hà sẽ live tiếp bên lập CGV Thủ Đức ha. Bye bye cả nhà. Bạn Hà Nguyễn nói là live luôn chị ơi, dài quá. Dài quá, sợ là mọi người từ đây qua bên đó khá là xa. Sợ mọi người chán, thôi chút nữa Hà sẽ nói chuyện tiếp với mọi người nha. Bye bye.